trên này là không có thử mà không. Tao mặc cảm với cái thằng đấy thử mà. Mà đây trên đơn là của Shopee không bao giờ thử. Thế đưa đưa cho xem này. Shopee là đâu bác Giang? Shopee là của trang thương mại điện tử. Thương mại điện tử Shopee. Cái máy máy hỏng không có dáng mà dùng. Đó là của bên mua bên bán, cháu chỉ biết là giao hàng thôi. Em mua một cái máy đo nồng độ cồn ở trên trang Shopee. Nghe à? Có người xóm nghe à? Đến giao hàng đây nhưng mà Tam bảo không cho thử. Đình nghe thử thì biết. Đình ngay cổng cổng làng đúng không ạ? Thế không mà chị Giang luôn nhá. Em chuẩn bị em ra chỗ cổng làng. Thế là 5-6 nghìn à? Vâng. 5-6 nghìn chứ không đắt đâu. Nó cũng là tiền đấy. Thì chú cầm chú ghi hộ anh nhà anh trả tiền. Cầm làm sao? Như bùa đá. Đến lỗi ta cần giả. Rồi sau kiểm tra sau. Em phải thẳng cái bán này coi. Lắm tiền lẻ đó. Đấy mới có 50 nghìn hả? 56 ạ. Ừ, đã có 6 nghìn đâu. Đây 6 nghìn rồi. Thế là bây giờ thì em quay vào bóc hàng đi, anh quay em thằng đi. Quay cái thằng cầm tiền đi. Tiền, đấy, giá tiền đủ nhá. Sợ tiền tạp tiền giả. Rồi, bây giờ bóc. Chú quay đây để anh bóc. 4 triệu 750 nghìn. Rồi, để chơi cái trò này đã. Thử nồng độ đã. Máy nồng độ cồn. Máy đo thử nồng độ cồn. Thỉnh thoảng đi đâu thổi chơi cứ đang cưới được đấy. Rồi. Máy rất là nhỏ gọn. Cái này tiện lợi cho những con ma men. Rồi, uống rượu xong là thử xem là thế, nhưng mà cứ trên không là bị phạt mà. Trong cái gói này gồm có một chiếc máy này. Đầu thổi. 4 cái đầu thổi. Đấy, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. À, 5 cái đầu thổi. 5 cái đầu thổi. Để thay đổi này, 5 cái đầu thổi. Một cái ở trên đây là 6. 2, 4, 5. Một cái trên đây là 6. Đấy. Bây giờ tôi thử luôn này. Thử luôn đi. Bây giờ thử luôn nhá. Khởi động. Có pin chưa? Chưa có pin à? Khả năng. Nó không bán pin cho anh. Bọn này chưa gấp pin đâu. Biết. Thắm ơi. Chú quán bán cho pin chỗ nào nào. Đây chú. Ở đâu? Bán đây, bán đây, bán đây. Pin bé, pin điều khiển. Em ơi, pin bé em ơi. Cái pin nhỏ ấy, không phải pin to đâu, pin nhỏ. Pin nhỏ nhá. Vừa vừa ấy, chứ nó cà phê này không ra nồng độ. Không, không ra.